Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chúa Giêsu nói với đám đông và các môn đệ. Người nói: kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn anh chị em thân mến, chúng ta đến với nhau trong ngày thứ hai của ba ngày tĩnh tâm của giới gia trưởng và hiền mẫu. Và ngày hôm qua, như đầu lễ, chúng con thưa với cộng đoàn, chúng ta đã cùng suy nghĩ với nhau để có những cái phản tỉnh cho chính mình. Chúng ta đang tỉnh hay đang mê? Chúng ta đang để cho cái bóng tối của một cái thế giới thiếu vắng Thiên Chúa, một thế giới bị tổn thương, đang như thể làm cho chúng ta ngủ quên trên cái bóng tối ấy, để mà chúng ta không còn một sự tỉnh thức đủ. Và câu trả lời chúng ta đang tỉnh hay đang mê giữa cuộc sống của chúng ta, không ai có thể trả lời thay chúng ta cả. Mà câu trả lời ấy sẽ là câu trả lời mà mỗi người chúng ta trong thâm tâm của mình thưa lên với chính Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay thì con xin được cùng với cộng đoàn lại có những câu hỏi phản tỉnh. Và những câu hỏi phản tỉnh này nó làm cho chúng ta đôi khi chúng ta giật mình, bởi vì chúng ta lại không bao giờ nghĩ chiều ngược lại. Và để mở đầu cho cái ngày và cái buổi nói chuyện này thì con thưa với cộng đoàn một cái sự kiện thế này. Con nhớ là cũng trong cái nhà thờ này, khi con còn đang đi học ngân hàng cùng với những năm tháng sinh viên đại học, thì cũng có một năm kia có một cái người bạn ở dưới Cần Thơ không có đạo. Anh ấy nói với con thế này là: vào cái dịp đại lễ Giáng sinh sắp đến, các nhà thờ hay có các ông cha giảng thuyết hay lắm phải không mày? Thế tao cũng muốn đến để nghe xem coi cái buổi giảng thuyết ấy nó như thế nào. Thế thì khi mà nghe một người bạn ngoại giáo nói như vậy thì con thưa với cái người bạn của con thế này: tôi thì tôi không có dám bảo đảm với lại bạn rằng cái ông cha mà tôi dẫn bạn đến để nghe là ông giảng hay, bởi vì cái chuyện mà hay hay dở đó là do ơn Chúa ban cho mỗi người. Thế nhưng mà tôi bảo đảm với bạn rằng bất cứ ông cha nào mà nếu bạn thành tâm muốn đón nghe một cái suy tư của cuộc sống và phận người đó, thì bất cứ cha nào trong bất cứ giờ giảng nào cũng cung cấp cho bạn những điều đó. Và thế là cái người bạn của con á, đi cùng với con đến cái nhà thờ này này. Đến cùng với con đến nhà thờ này. Sau 3 ngày tĩnh tâm giới trẻ, thì cái người bạn của con sau đó nhận định một cái lời này mà con giật mình này. Người bạn con nói thế này này: hình như Chúa của cậu tin ấy, không có ở cùng với cậu hay sao ấy. Hình như Chúa của cậu tin ở đâu xa lắm phải không? Ở một cái cõi nào chứ đâu có phải ở đây. Thế con nghe xong con bảo: ủa sao nó mới đi có 3 ngày mà nó hỏi câu đó? Cái con mới hỏi nó là:
sao cậu lại nghe và dựa vào đâu mà cậu hỏi tớ như thế? Thế thì cái anh chàng đó anh mới nói rằng, bởi vì sau 3 ngày mà đi với con mà đi đến đây để mà tĩnh tâm đó, thì anh chàng ấy anh nghe những lời hát. Anh nghe những lời hát, anh ấy bảo rằng những cái lời hát đó cho thấy rằng Chúa của cậu không ở gần. Thế đến hồi mình mới giật mình nói mấy bài này hát, mình hát nhão hết, mà sao mình không đặt vấn đề? Thế nhưng mà cái người ta nghe lần đầu người ta đặt vấn đề. Đến khi mà người bạn có nói như vậy, con mới bắt đầu để ý lại các ca từ của những bài hát của Mùa Vọng mà chúng ta đang hát với nhau. Con giật mình khi thấy hình như là người bạn đó có một cái câu hỏi rất chính xác. Chúng ta thử nghe đi. Vào Mùa Vọng, chúng ta nghe lời hát trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội. Rồi Maranatha, Ngài ơi mau đến, Ngài đến mau đi. Ngài đến mau tức là Ngài đâu có ở đây, Ngài ở đâu á, Ngài đến mau dùng con cái đi. Hay là có một cái bài hát rất là nên thơ: trần gian nghe trăng ngày đêm ngóng trông, dây hằng dây ngóng đợi, tựa đồng cỏ ra khô dưới nắng cháy, khao khát mưa ngập trời. Đó đây xin trời mưa sương mát xuống, ngàn mây ơi hãy mưa đấng cứu tinh. Ôi trời ơi, khi mình để ý thì mình bảo thôi đúng rồi, những cái lời hát của mình nó cho thấy rằng hình như Chúa ở đâu xa lắm, mà bây giờ chúng ta đang nài xin Chúa, lạy Chúa, xin xé trời mà ngự xuống, xin đừng trì hoãn nữa mà đến cứu độ chúng con đi, lạy Chúa xin đừng trì hoãn, Maranatha, lạy Chúa xin hãy đến. Thế có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi như vậy không? Có bao giờ chúng ta bước vào trong Mùa Vọng này, chúng ta đặt câu hỏi rằng Chúa không có ở bên cạnh tôi, mà Chúa ở một cái cõi nào đó, tôi sống tôi khổ thế nào Chúa đâu có biết, bây giờ tôi khổ quá tôi kêu lên lạy Chúa, xin Chúa đừng trì hoãn mà đến với con đi. Có bao giờ chúng ta nghĩ như vậy không? Và nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ nhận thấy một câu trả lời, đó là hình như chúng ta không có chính xác lắm đâu. Cái chuyện nó không chính xác là bởi vì không phải là Chúa ở đâu xa, không phải là Chúa ở một cái nơi nào đó, mà chúng ta phải kêu gào xin Chúa đến mà ở với con. Nhưng kỳ thực là Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. Với cái mầu nhiệm nhập thể cách chúng ta hơn 2.000 năm, con Thiên Chúa đã đi vào trong cõi trần gian này, đã mặc lấy ở nơi mình một cái thân phận và hình hài của một con người. Và cũng từ đó Chúa ở với chúng ta với một lời hứa: Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên là ông Gioan trong cái sách Khải Huyền của ông ấy, ông ấy viết một cái câu thế này: này đây ta đứng trước cửa và ta gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa cho ta vào, thì ta sẽ vào với người ấy, và ta sẽ dùng bữa với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta. Khải Huyền chương 3 câu 20. Hóa ra là Chúa đang đứng ở trước cửa cõi lòng của chúng ta, Chúa đứng trước cửa nhà chúng ta, chứ Chúa đâu có ở đâu xa. Chúa gõ, thưa cộng đoàn. Vậy thì thưa cộng đoàn, dừng lại ở đây thôi, con muốn cộng đoàn phản tỉnh một điều đầu tiên. Cái điều con mời gọi cộng đoàn phản tỉnh đó là: trước đây chúng ta cứ được có một thói quen bước vào trong Mùa Vọng đó, chúng ta bảo là chúng ta đợi Chúa, chúng ta ngóng đợi Chúa. Bây giờ chúng ta đặt lại cái vị trí đi. Hình như không phải chúng ta ngóng đợi Chúa đâu, thưa cộng đoàn, mà Chúa đang đợi chúng ta. Chúa đang đợi chúng ta, Chúa đang gõ cửa lòng chúng ta mà. Cho nên cái Mùa Vọng này không phải là mùa chúng ta chờ đón Chúa, thưa cộng đoàn, nhưng mà Chúa đang chờ đón chúng ta. Chúng ta có bao giờ nghĩ như vậy không? Có bao giờ chúng ta nghĩ như vậy? Và Chúa đứng ở trước cửa chúng ta và Chúa gõ. Chúa gõ.
Khi mà Chúa gõ cửa thì cái động từ gõ cửa của Chúa làm cho con nhớ lại trong tin mừng Marco chương 4, khi mà Chúa dạy các tông đồ về sự cầu nguyện đó, Chúa bảo các ông là hãy kiên trì cầu nguyện. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cửa ra cho. Cho nên là cái hành vi Chúa đang gõ cửa hình như là Chúa đang xin chúng ta đấy thưa cộng đoàn. Và Chúa dùng điều đó để nói với chúng ta về sự cầu nguyện mà. Mà thưa cộng đoàn, trong cuộc sống Kitô hữu của chúng ta đó, chúng ta nhiều lần đến gõ cửa Chúa lắm đúng không ạ? Chúng ta ngày nào chúng ta cũng đến gõ cửa Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến cái nhu cầu này của con. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến cái hoàn cảnh này của con. Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho con, vân vân. Mà chúng ta đang gõ cửa Chúa đấy. Và cũng đã biết bao nhiêu lần chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng có nhiều lần chúng ta gõ mỏi cả tay nhưng mà hình như là Chúa cứ im lặng. Và cái sự im lặng của Chúa đôi khi nó cũng đã trở nên một cái cớ để cho người ta nản lòng và người ta xa rời Chúa nữa đấy. Gõ hoài mà không nghe, không mở. Tìm hoài mà không thấy. Xin hoài mà không được. Cho nên là bỏ Chúa. Cái điều đó có không thưa cộng đoàn? Con nói với cộng đoàn có ạ. Ở đây nè, chúng ta biết rằng cái đài Đức Mẹ ở ngoài kia kìa, cứ trung bình một tuần là có đến 15-16 cuốn tập 100 trang được viết những cái lời tạ ơn và những lời nguyện xin của cộng đoàn. Thế cái ngày xưa khi con còn phục vụ ở ngôi đền thánh này đó, thì con cũng phụ trách cái việc mà tổng hợp các ơn xin, cho nên là con biết đọc coi như là mỏi cả mắt đấy, để mà lấy tổng số các ơn xin và những lời tạ ơn với những ý nguyện để mà đi vào trong cái giờ hành hương ngày thứ bảy. Thế thì một ngày kia thưa cộng đoàn, cũng như một thói quen con ra con lấy vào để con tổng hợp, thì con thấy rớt ra từ trong cuốn tập đó một cái phong thư. Và cái phong thư đó thì đương nhiên con phải xé ra để con đọc như thế nào để con mới tổng hợp được chứ. Thế thì mà con xé ra thì cái tựa đề của cái lá thư đó là con vĩnh biệt mẹ. Con vĩnh biệt mẹ. Thế là thấy lạ quá. Thế mới bắt đầu đọc tiếp cái lá thư nó như thế nào. Để khi mà đọc tiếp lá thư thì mới trải lòng ra trước cái lá thư ấy là hình ảnh của một người mẹ đau khổ. Một người mẹ đau khổ, chồng thì bị xì ke mất sớm, để lại cho ba đứa con. Đứa con trai đầu nó đi theo cha nó cũng bị như vậy, rồi cũng bị tù tội ở trong tù. Người vợ thì không còn một cái hoàn cảnh nào, một cái bám víu nào, cho nên là ngược xuôi, cho nên không thể nào mà có thể chăm sóc và theo sát con mình được. Bà ấy chạy đến nài xin Đức Mẹ, lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ gìn giữ cho con của con. Xin Đức Mẹ cứu cho đứa con đầu của con nó thoát án đi để cho nó về bình an. Xin cho đứa con thứ hai của con đừng đi theo cái dấu chân của đứa con thứ nhất. Xin đứa con thứ ba thế này thế kia. Nhưng mà cuối cùng á, bà kết luận, con đã xin mẹ 6 tháng trời. Nhưng mà kết quả làm sao? Đứa con thứ nhất của con bị kêu án, nằm trong tù. Đứa con thứ hai của con dính xì ke, đứa con thứ ba nó bỏ nhà đi. Thôi, con vĩnh biệt mẹ. Con vĩnh biệt mẹ ngay cái đền Đức Mẹ đấy. Cho nên là cũng có cái kinh nghiệm của một người mẹ đau khổ mà chúng ta vừa nói với nhau, nó cũng có thể là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta đấy chứ. Chúng ta xin hoài, xin mãi một điều mà chúng ta vẫn như thể thấy Chúa vẫn cứ im lặng. Chúng ta gõ cửa Chúa nhiều lắm, gõ mòn cả tay, đau cả tay, mòn cả cửa. Nhưng mà có bao giờ chúng ta đang nghĩ một chiều ngược lại không? Cái điều phản tỉnh thứ hai con muốn thưa với cộng đoàn, có bao giờ chúng ta nghĩ một điều ngược lại là Chúa đang gõ cửa lòng chúng ta đó? Chúa gõ mòn cả cửa, đau cả tay mà cửa lòng chúng ta vẫn không mở cho Chúa. Không mở.
Có bao nhiêu lần Chúa cũng đến để nài xin gõ cửa lòng chúng ta đó, nhiều lắm đó. Nhưng mà chúng ta cũng không mở. Có một lần kia con đi vào trong nhà sách này, con thấy một cái tấm hình của một họa sĩ phác họa lại cái khung cảnh của sách Khải Huyền chương 3 câu 20, là Chúa đang đứng trước cửa của một căn nhà, có một cái rặng cây dây leo rất là nên thơ, nhưng mà cái cửa thì nó đóng im ỉm ấy. Ở bên trong cái cửa, bên kia cái cửa là một con người đang như thể suy tư có nên mở cửa cho Chúa vào không. Nhìn thoáng qua thì không thấy cái gì đặc biệt ở bức tranh ấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì chúng ta mới thấy một điều là cái cửa đó nó không giống cái cửa nào cả. Bởi vì cái cửa bình thường như chúng ta kinh nghiệm được trong cuộc sống là nó có hai cái tay cầm, một cái tay cầm bên trong và một cái tay cầm bên ngoài. Thế người ngoài mà muốn vào trong thì cầm cái tay vặn ra là đi vào, và ngược lại người bên trong cũng thế. Thế nhưng mà cái cửa tâm hồn chúng ta nó không có cái tay cầm bên ngoài, nó chỉ có cái tay cầm ở bên trong chúng ta thôi. Và vì thế nếu chúng ta không mở thì Chúa mãi mãi không thể nào đi vào trong tâm hồn của chúng ta được. Bởi vì cái tay cầm nó ở bên mé chúng ta. Chúa không có tay cầm là Chúa bó tay thôi, thưa cộng đoàn, đứng bên ngoài mà ngõ, gõ mãi mà không ai mở. Thế bây giờ con thưa với cộng đoàn là tại sao chúng ta không mở cửa lòng cho Chúa? Chúa đứng không phải là đứng một cách thụ động mà Chúa gõ cửa. Mà gõ thì chúng ta phải nghe chứ, thưa cộng đoàn. Gõ thì chúng ta phải nghe đấy, phải không ạ? Thế thì thưa cộng đoàn, chúng ta có nghe tiếng Chúa không? Thế thì thưa cộng đoàn, xin hỏi cộng đoàn rằng làm sao chúng ta nghe được? Nhờ cái gì mà chúng ta nghe? Dạ. Dạ không, cầu nguyện thì nó đi vào trong thiêng liêng quá. Bây giờ con thưa với cộng đoàn, Chúa gõ cửa, chúng ta muốn nghe tiếng gõ cửa thì cần phải cái gì? Thưa, cần phải có đôi tai, phải không ạ? Đương nhiên là có đôi tai thì mới nghe. Thế nhưng mà thưa cộng đoàn, cái đôi tai chúng ta để nghe thật đấy, nhưng mà có đôi khi cái đôi tai nó không nghe cái gì hết, không nghe cái gì. Chúng ta vừa nghe lời Chúa, con công bố tin mừng theo Thánh Matthew chương 13. Chúa nói về những cái loại đất đón nhận hạt giống tin mừng. Khi mà liệt kê những loại đất đó xong, kết thúc đoạn tin mừng, Chúa bảo ai có tai để nghe thì hãy nghe. Trời ơi, thì người ta có tai rồi mà Chúa chơi kiểu đó thì chẳng khác gì là Chúa sóc óc người ta, đúng không? Mà đâu có phải một lần. Marco chương 4, khi mà Chúa nói với lại người ta về cái trở nên ánh sáng và muối mặn, khi Chúa bảo rằng chẳng có ai thắp đèn rồi đem xuống gầm giường mà đặt hết á, phải đặt trên giá để cho mọi người người ta thấy. Cho nên là cái gì mà anh em lãnh nhận được á thì anh em phải tỏa sáng ra, chứ không có giấu được đâu. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Lần thứ hai Chúa nói nữa. Thế thì khi mà Chúa nói như vậy thì tự nhiên chúng ta thử suy nghĩ xem, cái tai tự bản chất là nó để nghe đấy, nhưng mà hình như Chúa biết rằng cái tai nó không phải là lúc nào nó cũng nghe, cho nên Chúa thách đố ai có tai để nghe thì hãy nghe. Hình như chúng ta không có nghe. Chúng ta nghe rất rõ khi người ta xu nịnh mình, người ta tôn vinh mình, người ta khen ngợi mình, người ta nói xấu người thứ ba, là chúng ta nghe một cách rất rõ ràng, không mất chữ nào. Thế nhưng mà khi mà người ta có những đóng góp, khi người ta nói những cái xấu của mình, khi người ta nói đến những cái khuyết điểm của mình, hình như chúng ta ra như không nghe thấy. Thế thì tại sao có một cái đôi tai để nghe mà có lúc nó nghe mà nó có lúc không nghe? Đặt câu hỏi như vậy con mới nhận ra thêm một điều, thật sự là cái tai nó không phải là để nghe đâu, mà là cái lòng của con người.
nó làm cho cái tai nghe hay không nghe. Chính ở cái tâm của con người, ở nơi cái tâm ấy, nó đã có một sự chuẩn bị nào đó để mà nó phát khởi lên trong một sự mở rộng ra để mà đón nhận một sứ điệp từ bên ngoài, thì lúc bấy giờ chúng ta mới nghe. Còn nếu không á, thì có nói bên tai chúng ta không nghe. Cho nên vì thế mà ông vua Salomon á, khi mà ông dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Giá-vê, ông không xin Chúa rằng lạy Chúa xin cho con một đôi tai cực thính để con nghe, nhưng mà ông ấy lại lạy Chúa xin cho con một trái tim biết lắng nghe. Một con tim biết lắng nghe. Và vì thế thưa cộng đoàn, chúng ta mới hiểu được cái lời như thách đố không phải là Chúa chê bai hay là xiển óc gì mình khi nói rằng ai có tai để nghe đâu, mà Chúa muốn nói rằng ai đã có một cái nhịp của một trái tim mở ra với tin mừng thì hãy nghe lời Chúa. Ê, nói đến đó chúng ta mới giật mình, đâu phải tai để nghe đâu. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta không nghe là bởi vì ở trong trái tim của chúng ta, trong cõi lòng của chúng ta đấy, nó chưa cùng một cái nhịp, nó chưa mở ra với cái lời mời gọi của Chúa. Cho nên là Chúa đứng gõ hoài mà không nghe. Không nghe. Thế thì có nhiều cái lý do mà làm cho chúng ta không nghe. Một trong những lý do đó mà chúng ta vừa phân tích với nhau là cái cõi tâm và cái trái tim của con người. Nhưng mà cũng có một cái lý do nữa, nó nằm ở bên phía chúng ta đó. Mà để minh họa cho cái ý tưởng này thì con xin mượn cái hình ảnh của Đức Hồng Y Martini, là một chuyên gia kinh thánh. Ngài có một cái so sánh rất táo bạo, và Ngài đã sử dụng cái hình ảnh của Kinh Thánh Cựu Ước để mà mời gọi chúng ta tưởng tượng ra một cái tình huống. Và trong cái tình huống đấy thì Đức Hồng Y Martini Ngài nói thế này: anh chị em hãy tưởng tượng có một ông chồng đi ngoại tình với một cái người phụ nữ ngoài vợ mình, trong một cái khách sạn nào đó. Và khi mà họ đang ở trong đó thì người vợ biết được. Thế là người vợ làm gì thưa cộng đoàn? Đương nhiên biết được là phải chạy đến đó. Mà chạy đến đó làm gì? Chạy đến đó là phải đập cửa. Phải đập cửa, mà đập không có nhẹ nhàng như chúng ta gõ cửa đâu. Đập dồn dập, đập mạnh mẽ, đập khí thế. Đức Hồng Y Martini bảo rằng chúng ta hãy tưởng tượng ra một cái tình huống đó đi. Và Ngài nói rằng anh em cứ tưởng tượng cái tình huống đó, và tôi hỏi anh chị em rằng khi mà ở trong tình trạng như vậy, có một người vợ đập cửa ầm ầm bên ngoài, thì cái người chồng đang mang tội ấy ở bên trong phòng ấy, có nghe được cái tiếng đập cửa không? Có không? Có là chắc chứ, cho nó đập cỡ đó mà không nghe sao được. Nhưng mà nghe rồi có mở không? Không, đúng không? Chính xác không? Bởi vì sao không mở? Mở là chết. Mở là chết. Mở là chết. Đúng. Đức Hồng Y Martini bảo rằng khi mà tôi minh họa về cái khía cạnh con người khước từ lời mời gọi của Chúa, tôi dùng hình ảnh này để mời gọi anh chị em nó hơi táo bạo. Thế nhưng mà kỳ thực rằng ở trong Kinh Thánh á, nhất là ở Kinh Thánh, ở các cái sách Hô-sê, Ê-li-a, Ê-dê-ki-ên, thì các ngài luôn luôn dùng hình ảnh của một tình yêu vợ chồng để nói đến một cái giao ước giữa Thiên Chúa với con người. Tôi thêm ví dụ với cộng đoàn nhé. Sách Ngôn Sứ Hô-sê chẳng hạn. Hô-sê là một người rất là hiền lành, thẳng thắn, và lại có một cái sự đạo đức và yêu mến gia đình một cách lạ lùng. Ông ấy đi nói về cái sứ điệp sám hối mà chẳng ai nghe. Sau đó Chúa bảo rằng: này,
ta dùng chính đời sống của nhà của con để mà làm một lời giảng cho dân. Thế đang yên đang lành, Chúa bảo ông đi lấy vợ đi, mà đâu có phải đi lấy người đàng hoàng đâu, lấy một người làm điếm để làm vợ của mình là bà Gô-mê. Ông cũng vâng lời Thiên Chúa, ông đến ông lấy cái bà Gô-mê mà ông thương vô cùng thương. Sau đó ông đưa về nhà, ở với nhau được ba người con. Thế thì cái bà này một ngày kia chứng nào tật đấy lại bỏ ông để đi vào một cái lối sống trước. Chúa bảo với ông nè, thôi con ạ, đừng buồn nó nữa, đừng trách móng nó nữa. Nó phản bội cái giao ước của nó với con thật đấy, nhưng con hãy đi đưa nó về lại đi. Và thế là ông Hô-sê lại một lần nữa đi tìm bà Gô-mê, đưa bà ấy về. Và sau đó lại còn có những lời rất là êm ái: này, anh sẽ đưa em về và ở đó anh sẽ rào rậu lại cái con đường em đang đi, để mà có thể xa anh sẽ rào rậu lại, anh sẽ trồng những cái lóm hoa để ở nơi đó gia đình chúng ta sống hòa thuận yêu thương. Đấy, một hình ảnh của một gia đình, mà ở nơi Hô-sê là một cái hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người vẫn cứ phản bội và đi ngoại tình. Đó là hình ảnh đấy. Cho nên vì thế mà Hô-sê này, Ê-li-a này, Ê-giê-ki-en này đều nói về cái điều đó cả. Sau này Gioan trong sách Khải Huyền cũng nói luôn: ngươi còn đi hai hàng đến bao giờ? Đó là những cụm từ nói về cái sự bất trung của dân ngày xưa với Chúa đấy. Ngươi còn đi hai hàng đến bao giờ? Giả như ngươi nóng là nóng hẳn, mà lạnh thì lạnh hẳn đi. Ngươi cứ hâm hẩm thế này, ta mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Thế xin trở lại với lại một cái hình ảnh mà Đức Hồng Y Martini nói: mở cửa là chết. Chúa cũng đang đứng gõ cửa kịch liệt cửa tâm hồn chúng ta, nhưng mà chúng ta không có mở. Nghe không? Nghe rõ, nhưng mà mở không? Không. Bởi sao mà không mở? Mở là chết. Tại sao chết? Bởi vì thưa cộng đoàn, khi Chúa mà vào trong tâm hồn của chúng ta đó, khi Chúa mà vào trong cuộc sống của chúng ta đó, khi Chúa mà vào trong cái sinh hoạt đời thường của chúng ta đó, Ngài sẽ có một sự thay đổi. Đương nhiên là sẽ có một sự thay đổi. Và vì chúng ta không muốn một sự thay đổi nào đó trong con người của mình, cho nên chúng ta giả tạng như chúng ta điếc. Chúng ta không nghe Chúa gõ cửa. Một cái yếu tố ở phía chúng ta làm cho chúng ta không nghe được tiếng Chúa. Chúng ta không muốn thay đổi một cái lối sống, không muốn bỏ đi một cái xu hướng, không muốn bỏ đi một cái gì đó. Cho nên thôi, Chúa cứ đứng gõ đi Chúa ơi. Thế thưa cộng đoàn, ngày thứ hai con xin dừng lại ở đây, để con xin cộng đoàn lại có một số những mệnh đề phản tỉnh. Không phải ta đợi Chúa đâu, mà Chúa đang đợi ta. Không phải ta đang chờ Chúa đâu, mà Chúa đang chờ ta. Không phải là ngày mỗi ngày chúng ta đến gõ cửa Chúa đâu, mà Chúa đang gõ cửa lòng chúng ta ngày mỗi ngày. Lạy Chúa gõ cửa, Chúa đợi chúng ta mở lòng ra để mà Chúa vào trong con người chúng ta. Nhưng mà chúng ta không dám, không chịu, không muốn, và như điếc ấy, không nghe. Bởi vì chúng ta không muốn để cho Chúa đi vào để mà lập lại cái trật tự của đời sống chúng ta. Và khi mà không để Chúa lập lại cái trật tự đời sống chúng ta thì thưa cộng đoàn, không có sự bình an, và đánh mất đi cái hạnh phúc của chúng ta. Và lúc bấy giờ chúng ta đang ở trong tình trạng mê ngủ chứ không phải là thức tỉnh.